Hello anh em đang quay trở lại với channel của mình là Trung Này. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác sóng tay nâng cao. Ok, thì cái động tác đấy như thế nào? Đây là động tác sóng tay bình thường như này. Đấy, sóng tay nâng cao mình sẽ làm như này. Đấy, thì ok. Video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái động tác lắc hông, đánh hông và dậm chân rồi. Thì anh em nào mà chưa xem thì hãy click vào đây, nó hiện ra một cái dòng màu trắng. Anh em ấn vào chỉ được xem thôi. Hôm nay sẽ là động tác sóng tay nâng cao nhé. Thì xin nhắc cho bạn nào chưa biết đến kênh mình và xem kênh mình lần đầu tiên, thì mình chuyên hướng dẫn những cái động tác quậy đấy và làm những video quậy cho anh em xem. Thì mong anh em hãy ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Ok, mình xin lưu ý là anh em xem kênh mình ấy thì đặc biệt anh em không nên bỏ qua video nhé. Có rất nhiều người xem hay tua ấy, hay tua hay đặt bật tốc độ cao, hay tua để cho nó xem nhanh, thì chả để làm gì cả. Bởi vì anh em mình đã hướng dẫn anh em rất là chi tiết, rất là chậm rồi. Anh em không nên tua nhá. Tua thì khó tập thành công lắm. Cứ inbox cho mình hỏi tại sao tập mãi không được, nhưng mà lý do là anh em không xem tường tận chi tiết. Những cái nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó quyết định đến cái việc mà anh em tập thành công hay không. Thì ok, anh em hãy xem tường tận video này. Ok, thì cái động tác sóng tay nâng cao này nó cũng đơn giản như này thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em phối với các động tác nhá. Đấy, đặc biệt là những cái động tác tay kết hợp với nhau, thì cái này được sử dụng ở những cái đoạn nhạc nào thì mình lưu ý anh em là sử dụng những cái đoạn nhạc dạo. Đấy, những cái đoạn nhạc mà lúc đầu anh em nghe đấy thì nó gọi là nhạc dạo, cái nhạc nó nhẹ nhàng đấy. Đấy, thì có những cái động tác tay như thế nào anh em muốn phối hợp với nó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đấy, ok. Đầu tiên anh em trước khi tập cái động tác này, anh em nào mà chưa biết sóng tay thì hãy click lại được cái đường màu trắng ở đây nhé. Cái đường màu trắng này là hướng dẫn động tác sóng tay như này rồi. Khi anh em đã làm được cái động tác này rồi thì chắc chắn động tác này cũng rất là đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản. Đây, mình sẽ đến gần cho anh em xem nhé. Cái này như thế nào? Đây, anh em chỉ cần việc đan ra hai bên như này thôi. Sóng tay thì có một bên là sóng ra, đấy, bên này sóng vào, kết hợp với nhau như thế này. Ok chưa? Đấy, còn sóng tay nâng cao thì anh em hai cái để sóng đều vào nhé. Đấy, hai cái sóng, cái này vào này, hai cái sóng đều vào, kết hợp với nhau như này. Ok chưa? Anh em có thể đảo chiều hai bên nhé. Đây, một tay trước này, một tay sau này, một tay trước này, một tay sau. Đấy, có thể đảo ra như này. Đặc biệt anh em phải thành thục cái động tác này đã nhá. Phải biết sóng tay này thì mới làm được sóng tay này. Ok, nó liên kết với nhau, một cái là anh em đổi tay sang như này thôi. Đấy. Thì cái này dùng trong những đoạn nhạc dạo. Cái nhạc dạo, một cái nhạc nó nhẹ nhàng đấy. Đấy, cái này thì đặc biệt là những cái đoạn khúc nó dồn lên đấy, thì anh em kết hợp thêm cái động tác này thì ok, rất là ổn. Đấy, sóng tay này có hai loại sóng, đây là sóng ra này, đây là sóng vào này. Đấy, hai sóng đều vào này. Khi anh em kết hợp một này, hai này, một này, hai này, một này, hai. Ok chưa? Đặc biệt anh em phải biết cái động tác sóng tay này nhá, thì cái này kết hợp rất dễ thôi. Ở khi cái nhạc nó dồn lên cao ấy thì cái sóng tay anh em đưa từ dưới lên cao như này. Đấy, đưa từ dưới lên cao như này. Kết hợp thêm một tí hiệu ứng ở cái phần effect. Nếu mà anh em muốn làm video ấy thì kết hợp thêm tí hiệu ứng ở phần effect thì nó sẽ nhìn rất là ảo nhá. Ok, bây giờ sẽ là đến phần kết hợp vào những cái động tác tay. Có khá là nhiều anh em nói với mình là biết hết các động tác rồi nhưng mà không biết cái ghép này như thế nào. Thì thực sự mình chia sẻ với anh em là cái này nó là phần cảm thụ âm nhạc nhé. Đấy, ok. Anh em biết hết các động tác rồi. Đây, muốn quạt đây rồi là trở thành đây, đấy, trở thành thấp
trở thành cao các thứ mà anh em không biết nối vai như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi. Những cái động tác nối thì đặc biệt là động tác mô quạt nhá, động tác mô quạt là cái động tác nối tất cả các động tác với nhau. Ví dụ anh em đang trở thành như này đấy, nó kết mô hai tay mình đang là như này nó thành mô quạt đây, đây là mô quạt nâng cao, đây đang trở thành như này đúng không đấy. Cho anh em cái động tác nó như kiểu là nó phong phú hơn đấy. À, cái động tác mô quạt, cái động tác nối nhá, đây trở về này đấy, nhạc dạng mình đổi như này đấy, hai tay đang đưa vào nhau như này, ok. Để mũ quạt nâng cao này, cái mũ quạt nâng cao rất là hay, nó phổ biến rất là nhiều nên là anh em nên học nhé, nên tập mũ quạt nâng cao nhé. Đấy, nối này, đấy. Anh em cứ nối là thôi, cái độ tăng mũ quạt là bắt nối. Khi anh em mũ chán rồi thì đây mình lại đang như này, đấy. Đây cũng đang mũ chán này, thấp cao đổi hai bên thấp cao lên trên cái thứ này, đấy. Thì đại đổi như này nó rất là hợp lý ở trong những cái đoạn nhạc dạo nhá anh em nên lưu ý là cái này, cái mô quạt này là cái động tác nối tất cả các động tác với nhau đấy. Ví dụ mình đang trở thành cao như này, không thích để lại xuống thấp như này đấy, tay lại đang vào nhau như này, ok chưa. Cái động tác này nó hơi nâng cao một chút, cái nó đòi hỏi cái cổ tay anh em cần phải dẻo, thì cái động tác này nó hơi nâng cao một chút đấy, xong ta lại đang như này, ok chưa. Kết thúc một combo vậy mình thường thường là nó sẽ như là trở thành này, ok chưa, trở thành cao lên tí này. Rồi xong nó đan vào mũ quạt này, cái động tác như này thì anh em nên xòe tay này vào, hai tay thở ra đan vào như này, mũ quạt nâng cao nhé, ok, nâng cao này đang trở thuyền đấy, đan là mũ quạt nâng cao luôn, lưu ý chỗ tay cao lên một chút, đổi bên đấy, mình múa xuống dưới nữa rồi mình dùng cái động tác này nó lên trên một tí. Cái động tác này mình xin lưu ý anh em này, này một này hai ba đấy, mình có hướng dẫn anh em rồi nhá, đây này lên trên một tí lại trở về một quạt này đấy, khi nhạc dồn lên ta lại kết hợp cái động tác song tay nâng cao, ok chưa. Đấy thì một combo quả đấy này sẽ là như thế. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn lại anh em cái đoạn cảm thụ âm nhạc, thì lúc nhạc dạo, lúc nhạc nhẹ nhàng thì mình nên gọi những động tác như này, tay trở thuyền chẳng hạn, đấy, nó rất là hợp trong những động tác nhạc dạo hoặc là động tác sóng tay như này, ok chưa? Nhạc dạo sóng tay như này, sóng tay như này không đua lên nữa, thì nó sẽ rất là hợp lý. Ok, video đến đây là kết thúc, thì mong anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Động tác này cũng khá là đơn giản thôi, cần bảo là anh em tập chăm chỉ đấy, tập luyện chăm chỉ thì cái tay nó sẽ dẻo. Khá là nhiều anh em hỏi là tại sao tay mình nó lại dẻo như thế, thì cũng chả biết nói với anh em giải thích như thế nào cho nó hợp lý nữa, nhưng mà cần cù thì bù xiên lăng nha anh em nhé. Đấy, tập nhiều khá là nhiều bạn cứ hỏi tại sao, có cái bí quyết gì, thực ra chẳng có bí quyết gì đâu, nghe nhạc với nhảy nhiều thì nó sẽ auto dẻo thôi. Mỗi ngày anh em nên dành ra khoảng 15 phút đấy, 15 phút để tập, để cho cái tay mình nó được dẻo và hoạt bát hơn nhé, ok chưa. Động tác này nó khá là biến chuyển này. Cái anh em nên kết hợp với lại mũ quạt nâng cao nhé. Cái mũ quạt nâng cao mình sẽ để ở đây, ok chưa, anh em click vào đây, mũ quạt nâng cao à, tay đang trở thuyền đua vào mũ quạt nâng cao luôn, ok chưa anh em. Thì anh em nên tập cái động tác đấy, nó rất là hay, mình sẽ để nó ở đấy. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem video. Tạm biệt anh em.